Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Đã bao giờ bạn suy nghĩ về một thế giới đầy những món đồ công nghệ chất phát ngất như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng hay chưa? Comment một loại đồ công nghệ mà bạn nghĩ nên có trong tương lai xuống bên dưới nhé. Thế giới tương lai đã dần hiện ra ở ngay trước mắt chúng ta với sự phát triển nhanh như vũ bão của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Có thể cách đây vài năm bạn còn cười phá lên về những suy nghĩ tưởng chừng viển vông, thế nhưng đến nay nó đã thành hiện thực. Thậm chí có nhiều công nghệ tiên tiến đến mức mà bạn phải ngạc nhiên, nó có thể giúp bạn giải quyết tất cả vấn đề trong cuộc sống, bù đắp cho bạn những khiếm khuyết trên cơ thể. Hãy cùng thế giới hôm nay tìm hiểu về 7 công nghệ giúp con người thành robot thông minh đáng kinh ngạc nhé! Bảy. Neuralink. Neuralink là một kế hoạch cực kỳ tham vọng của tỷ phú Elon Musk nhằm liên kết não bộ của con người với máy tính. Nó là một loại vi mạch máy tính không dây, chứa hàng nghìn điện cực được cấy vào não, cơ quan phức tạp nhất của cơ thể con người, để chữa các căn bệnh về thần kinh, bao gồm hội chứng mất trí nhớ Alzheimer, bệnh sa sút trí tuệ và tổn thương dây thần kinh. Neuralink cũng tuyên bố công nghệ của họ có thể khắc phục chứng trầm cảm, nghiện ngập, mù loà, điếc và hàng loạt chứng rối loạn thần kinh khác. Nó sử dụng bộ não con người để tương tác với các thiết bị máy móc. Một giao diện não máy tính như vậy có thể được sử dụng để điều khiển các thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như chân tay giả hoặc các bộ phận giả khác trực tiếp thông qua suy nghĩ. Thậm chí, công nghệ mà họ đang phát triển có thể sử dụng để stream nhạc trực tiếp từ Internet vào não bộ. Đồng thời, nó còn có khả năng mở rộng tầm hoạt động của các giác quan của con người. Bạn có thể điều khiển mọi thứ chỉ bằng suy nghĩ trong đầu. Năm 2021, một thí nghiệm Neuralink trên khỉ đã được thực hiện. Đoạn video của quá trình được đăng tải đã khiến cả thế giới phải sốc. Trong video dài 3 phút được công ty Neuralink công bố, chú khỉ Pager đang học cách điều khiển máy tính thông qua hoạt động bộ não. Trong giai đoạn đầu, chú khỉ vẫn sử dụng được cần điều khiển, nhưng nó nhanh chóng được gỡ bỏ sau đó. Dù vậy, Pager vẫn tiếp tục chơi game, còn chip Neuralink giúp nó tiếp tục chơi game bóng bàn hoàn toàn bằng não bộ. Hiện tại, Neuralink đang chờ được cơ quan quản lý y tế của Mỹ phê duyệt thử nghiệm trên người trong năm nay. Nếu nó hoạt động, đây sẽ là một bước tiến lớn của con người trong tương lai. 6. Cánh tay điều khiển bằng não. Đối với những người khuyết tật các chi, việc sinh hoạt hàng ngày của họ sẽ gặp không ít khó khăn. Do đó mà các sản phẩm tay, chân giả đã ra đời để giúp ích cho họ. Thế nhưng bạn đã thấy một cánh tay giả có thể thoải mái cử động như này chưa? Tại triển lãm CES 2020, một sự kiện công nghệ nổi tiếng thế giới, rất nhiều thương hiệu nổi tiếng đã giới thiệu tới quan khách những sản phẩm công nghệ tiên tiến, hiện đại. Trong đó, thương hiệu Branco đã giới thiệu một phiên bản bàn tay giả điều khiển bằng sóng não. Điểm ấn tượng đầu tiên của sản phẩm này chính là công nghệ AI. Công nghệ AI có khả năng mô phỏng những suy nghĩ, học tập của người cho máy móc, hệ thống máy tính. Sản phẩm được hoạt động dựa trên sóng não và các tín hiệu cơ bắp. Nhờ đó, người khuyết tật có thể dễ dàng điều chỉnh, chuyển động đúng theo ý muốn. Để sử dụng bàn tay giả Branco, người dùng sẽ đeo sản phẩm vào bàn tay, sau đó thực hiện các động tác, cử chỉ tùy biến. Khi đó, công nghệ AI sẽ tự động ghi nhận lại những thao tác này. Mỗi khi điện cực phát ra những tín hiệu cơ tương ứng, hệ thống sẽ ghi nhận, sau đó đưa ra các chuyển động theo ý muốn của người dùng. Càng sử dụng sản phẩm nhiều, các thao tác di chuyển sẽ mượt mà, linh hoạt hơn. Không chỉ Branco, nhiều công ty công nghệ khác cũng đang trong quá trình nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm thay thế cho bộ phận bị thiếu trên cơ thể con người. 5. Microchip. Bạn nghĩ thế nào khi được gắn một con chip trên người mà nó có thể thay thế mọi loại giấy tờ, chìa khóa nhà mỗi khi ra đường? Hãy comment cảm nghĩ của bạn bên dưới nhé! Microchip là một vi mạch nhỏ hơn hạt gạo, thường được cấy ghép vào bên dưới da. Khi sờ vào thì không hề cộm và gây đau đớn. Trước đây, microchip thường được đưa vào cơ thể các loài thú cưng như chó, mèo. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, việc gắn microchip trên thú cưng là điều bắt buộc. Mỗi con chip này sẽ chứa một mã ID giúp chủ nhân tránh khỏi những tranh chấp không đáng có. Hiện nay không chỉ chó, mèo mà những con chip này còn được cấy ghép trên cả con người. Công nghệ này lần đầu được sử dụng tại quốc gia Bắc Âu vào năm 2015. Thụy Điển, một trong những quốc gia có tâm lý cởi mở với việc ứng dụng công nghệ, đã thực hiện các thí nghiệm này. Nhiều công ty tại đất nước này đã cấy chip cho tất cả nhân viên của mình. Với các kỹ thuật công nghệ hiện đại, microchip thay thế cho nhiều loại giấy tờ, thẻ cả cần thiết trong cuộc sống thường ngày. Thêm vào đó, hãng đường sắt Thụy Điển cũng bắt đầu quét tay của các hành khách thay vì sử dụng vé tàu thông thường. Tất nhiên, những con chip này hoàn toàn có thể được sử dụng để mua các loại hàng hóa, tương tự như một chiếc thẻ tín dụng thanh toán không chạm. Thậm chí với những loại cửa khóa thông minh, bạn sẽ không cần phải lo lắng khi mất hay quên chìa khóa. Chỉ cần một chạm
bạn đã có thể mở cửa một cách dễ dàng. Một sự tiện lợi đáng nể đấy chứ. 4. Máy dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển tức thời được biết đến là sự chuyển dời vật thể từ một điểm này đến một điểm khác trong một thời gian rất ngắn, cho dù khoảng cách có thể là vô cùng lớn. Đây chắc chắn là một trong những năng lực mà nhiều bạn rất muốn có, đặc biệt là những bạn hay bị trễ học, trễ giờ làm đúng không? Trước đây, khái niệm dịch chuyển tức thời chỉ xuất hiện trong phim ảnh và đa số mọi người đều cho rằng nó là một viễn tưởng trong đời thật. Thế nhưng một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã thử nghiệm thành công công nghệ này. Cụ thể, các chuyên gia này đã dịch chuyển thành công một hạt photon lên vệ tinh Mirror, vệ tinh phục vụ cho các thí nghiệm lượng tử, với khoảng cách 500.000m. Đây là một bước ngoặt lớn trong công nghệ dịch chuyển tức thời hiện nay. Tại Anh, nhóm nghiên cứu của trường đại học London cũng có nhiều bước tiến trong việc nghiên cứu dịch chuyển các tế bào não chuột. Họ phát hiện rằng, thông qua điều chỉnh bằng các mô phỏng neuron trong não của chúng và sử dụng chùm laser tái kích hoạt tế bào, những con chuột sẽ trở thành phần ký ức trong quá khứ và có những hành động như thời điểm được nhớ đến. Hiện tại, nhóm nghiên cứu vẫn đang phát triển thử nghiệm. Họ cũng hy vọng có thể thực hiện thí nghiệm tương tự ở người trong tương lai. 3. Thế giới ảo Metaverse. Một thuật ngữ mới đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và giới đam mê công nghệ, đó là Metaverse. Metaverse là một thế giới ảo được tạo nên từ mạng Internet và các công cụ hỗ trợ thực tế ảo tăng cường, điển hình như các thiết bị kính VR hay AR, nhằm giúp cho người dùng có được những trải nghiệm chân thật nhất. Trong tương lai, Metaverse sẽ là một công cụ thay thế mạng Internet hiện nay. Nếu bạn từng xem bộ phim Ready Player One công chiếu vào năm 2018, bạn sẽ có thể hình dung được thế giới của Metaverse thú vị đến cỡ nào. Người dùng sẽ được hiển thị trong thế giới ảo với bất kỳ hình dạng nào mình muốn. Bạn có thể làm bất cứ điều gì trên thế giới ảo này, như thể đang ngoài đời thật. Người dùng có thể mời bạn bè tới nhà chơi online, hay cùng đối tác tham gia một buổi họp trong một phòng họp ảo, dù thực tế đang ở hai đầu thế giới. Bạn thậm chí còn có thể chơi cùng những người bạn. Mới đây tại Việt Nam, Tùng Việt Smart Education đã chính thức đưa vào giải pháp này vào dự án giáo dục. Với những tính năng tương tác của người bên cạnh, học sinh sẽ có cảm giác như đang ngồi trong một lớp học trực tiếp. Trong mùa dịch Covid đang hoành hành như hiện nay, nếu có thể vào một thế giới ảo, vừa có thể học tập vừa làm việc, có thể vui chơi cùng bạn bè thì ở nhà bao lâu cũng được các bạn nhỉ? 2. Robot taxi. Công nghệ đang ngày càng phát triển, đặc biệt là công nghệ tự động hóa. Có rất nhiều những nghiên cứu về tự động hóa ra đời và được ứng dụng thực tế thành công, góp phần làm cho cuộc sống thêm tiện ích. Trong số đó, xe không người lái là một trong các ý tưởng phát triển bậc nhất hiện nay. Nhiều thành phố, đất nước đã sử dụng công nghệ này để thay thế cho những chiếc xe truyền thống. Hiện tại, bang Arizona của Mỹ đã triển khai dịch vụ taxi không người lái trên địa bàn. Những chiếc xe tự hành luôn được lắp đặt hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến. Nó sẽ có radar kiểm soát hành trình, cảm biến chuyển động, thiết bị cảnh báo chuyển làn đường, kiểm soát ổn định điện tử, bản đồ điện tử và GPS kết nối vệ tinh. Bạn sẽ được đảm bảo mọi an toàn khi lên xe. Việc duy nhất của bạn phải làm chính là cài đặt địa điểm nơi đến, sau đó thoải mái làm việc của bạn. Không chỉ đi lại, công nghệ xe tự động còn được các nhà nghiên cứu đưa vào các loại xe khác như xe tải, thậm chí là xe đổ rác. Cao cấp hơn, các nhà nghiên cứu Trung Quốc còn đưa ra một sản phẩm xe bay tự lái. Đây được xem là một giải pháp tình trạng kẹt xe tại nhiều thành phố lớn. Hiện tại, mẫu xe bay này đang được tinh chỉnh để có thể sẵn sàng ra đường. Nếu có cơ hội, bạn có muốn đi trên những chiếc taxi bay không người lái này không? 1. Mars City. Có lẽ ở mãi trên một hành tinh thì cũng chán, thế nên các nhà nghiên cứu khoa học đang tìm tòi xây dựng một nền văn minh trên một hành tinh khác. Tính đến thời điểm này, sao Hỏa là hành tinh hứa hẹn cho con người khả năng sinh sống cao nhất trong toàn bộ hệ mặt trời. Nhiều dự án đã được triển khai để tiến thêm một bước tiến mới. Các nhà nghiên cứu của UAE đã lên ý tưởng về một thành phố mô phỏng ngay tại sa mạc Dubai. Theo dự kiến, công trình sẽ bắt đầu vào năm 2022 và đi vào hoạt động từ năm 2024. Thành phố này dự kiến rộng khoảng 176.000m², lớn hơn 24 sân bóng đá. Nó sẽ mô phỏng môi trường của sao Hỏa, với quần xạ sinh học điều áp và phòng thí nghiệm người máy, cùng các điều kiện để nghiên cứu về hành tinh đó. Xây dựng mô phỏng trên trái đất có lẽ là chưa đủ, tỷ phú Elon Musk, doanh nhân người Mỹ và là người đứng đầu Tesla cho biết, ông mong muốn xây dựng trực tiếp một thành phố trên sao Hỏa. Elon Musk tiết lộ nhiều kế hoạch sẽ xây dựng thành phố 1 triệu dân trên sao Hỏa vào năm 2050. Các cư dân có thể di chuyển đến đó bằng tàu vũ trụ có thể tái sử dụng Starship mà SpaceX đang phát triển ở Nam Texas. Ông tự tin rằng công ty của ông sẽ bắt đầu đưa con người lên sao Hỏa từ năm 2026. Bạn có ngóng chờ sự kiện này không?
Những công nghệ nào đã làm bạn ấn tượng? Hãy để lại comment cho mọi người biết nhé. Like và subscribe kênh để đón xem nhiều video thú vị hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.